Về điều trị thì đối với Tây y thì chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân. Ví dụ do thoái hóa của sống cổ, chúng ta điều trị theo nguyên nhân thoái hóa, đúng không nào? Thoái hóa thì bác sĩ Dung đã nói rất rất nhiều ở trong những cái livestream khác rồi. Cái câu chuyện điều trị thoái hóa ấy, nó sẽ bắt đầu từ cái tập luyện, chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của các bạn. Quan trọng nhất là chế độ tập luyện và sau đó mới là sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc thì chúng ta có liệu trình điều trị, đúng không? Tái tạo sụn khớp và tái tạo những cái bao cũng như cái dây chằng xung quanh khớp đấy. Thế thì trong cái liệu trình điều trị thoái hóa nó là như vậy. Còn này, thoát vị đĩa đệm thì chúng ta cũng sẽ điều trị cơ bản nó giống thoái hóa thôi, nếu như trong trường hợp điều trị bảo tồn. Còn nếu như bạn tê quá thì bác sĩ có thể kê thêm một số các nhóm như là nucleocmp này, methyl coban này, vitamin 3B này, thì những cái nhóm đó nó sẽ làm tăng cường dẫn truyền thần kinh và tái tạo bao mi lên thần kinh, nó sẽ giúp bạn là cái giảm bớt những cái triệu chứng của tê bì tay chân. Thì đấy là điều trị do cái nguyên nhân về thoát vị, chèn ép thần kinh. Rồi những cái nhóm nguyên nhân khác như chấn thương, tai nạn các thứ thì chúng ta sẽ điều trị theo những cái chuyên khoa chấn thương, đúng không? Có những cái trường hợp mà chúng ta nối đấy, nối dây đấy, rồi Hay là thay, hay rồi là cái rất đấy. là thay đĩa đệm, rồi là đấy là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ điều trị bằng cái phương án phẫu thuật. Còn thì ví dụ như là tê tay do hội chứng ống cổ tay thì có thể là tiêm phong bế vào dây thần kinh giữa đó. Ban đầu là uống thuốc, sau uống thuốc không đỡ thì là tiêm thẳng vào dây thần kinh giữa. Còn nếu mà tiêm không đỡ nữa, nó cái bao sơ nó dày quá rồi thì chúng ta phải can thiệp phẫu thuật đấy. Còn nếu nguyên nhân do tiểu đường thì lúc này chúng ta cần phải điều trị theo nguyên nhân, có nghĩa là ổn định các chỉ số đường huyết về mức giới hạn và sau đó duy trì một chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh để chúng ta giảm bớt những cái triệu chứng của cái việc tê bì tay chân. Thì bác sĩ Dung đã có hành trình 28 ngày, thì bác sĩ Dung có ghi một cái đường link ở bên trên thì mọi người cũng có thể bấm vào để chúng ta tham gia vào hành trình này. Chúng ta chỉ cần điền địa chỉ email của mình vào là chúng ta có thể tham gia vào hành trình này. Trong hành trình này có những cái sửa giúp các bạn sửa tư thế này, tạo ra cho bạn cái tư thế sinh hoạt đúng nhất này, rồi là những cái bài tập để chúng ta có thể là giảm bớt những cái dấu hiệu của tê bì tay chân. Và khi mà chúng ta tập những cái ngón tay, khớp ngón tay của chúng ta được, cổ tay được linh hoạt hơn thì chúng ta cũng giảm bớt những cái triệu chứng của tê bì tay chân, hoặc là cổ chẳng hạn, làm thư giãn cơ cái vùng cổ thì nó cũng giảm bớt cái tê tay đi, làm thư giãn cơ vùng lưng thì nó cũng giảm bớt cái tê chân đi, đúng nào? Thì tất tần tật đó là những cái phương pháp điều trị nói ngắn gọn nha, chứ còn nếu mà để nói sâu vào từng bệnh thì nó rất là nhiều. Rất rất Rồi là nhiều. rất rất là nhiều luôn, và trong từng bệnh thì sẽ có những phương án và phương pháp điều trị khác nhau.